Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón tiếp đoàn đại biểu Trung Quốc do ông Ngụy Phượng Hòa dẫn đầu. Hai bộ trưởng tiến hành hội đàm ngay sau lễ đón tiếp. Trong buổi hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định chuyến thăm của ông Ngụy Phượng Hòa có ý nghĩa to lớn đối với quá trình thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đáp lại, ông Ngụy Phượng Hòa đánh giá mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Việt Nam góp phần nâng cao quan hệ hữu nghị giữa hai nước hai bên đánh giá hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc gần đây đạt nhiều thành tựu dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá năm 2020, tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều biến động mới, tiềm mẩn rủi ro và bất ổn, tạo những thách thức mới đối với xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, tác động mạnh tới môi trường an ninh và phát triển của các quốc gia. Hai bộ trưởng đồng thời thẳng thắn trao đổi về những vướng mắc trong mối quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn muốn giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau và dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Sau hội đàm, hai bộ trưởng chứng kiến ký kết bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ đơn vị hữu nghị trong lĩnh vực hợp tác quân sự quốc tế giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Chiều cùng ngày, đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng đã tiếp xã giao thượng tướng Ngụy Phương Hòa và đoàn quân sự cấp cao Trung Quốc.